Chết rồi nhá. Trời ơi, chưa? Cái này nắc phải là con spray luôn đi. Rồi đây, cái bài này thì nó hack nó dư con ná, cái rót, con rú ké à. Không ké luôn á, bây giờ thì sự. Nói chung là game này đánh được, đánh nhẹ hơn cái game trước nhiều. Rồi, let's go. Cái game này nó thủ cùng ghế vai chay ạ. Zena mất tốc biến. Rồi, ok. Nó ok, không sợ đâu. Em phải đi qua xanh anh đi. Một máu kia. Chết rồi. Hay quá. Đập được hai thằng ấy, ta có trụ lời mà. Em đã trúng thì anh bị bao, không trúng anh giảm bao đâu. Giảm đó. Giết rồng luôn này. Mà tốc biến kìa, anh vội nha. Quái cáo được nè, con quái cáo đã chết cả vật đấy chứ đâu. Chết rồi nhá. Trời ơi, chết chưa? Hay win được các em ơi. Anh nhảy chết. Thằng Vâm chết rồi này. Thằng này chết luôn đấy. Rồi. Quả mẹ cho thật. Cuốn cả đánh sướng nha. Anh nhảy bắt cái thằng à. Anh nhảy bắt thằng thằng nhảy chết luôn kìa. Không thể xác luôn á. Không thể cái xác ở đâu ra luôn á. Ép các em ấy. Thằng Violet chết nha. Violet đánh nhảy, anh dầm chết hai thằng ấy. Máu anh nhiều lắm.
bạn ơi, đánh đi. Con ơi xin các em, cứu anh. Rồi nha, chờ anh nha, anh đã có một cái giáp hơi xính ngựa. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hay. Tuyệt vời, một game hay. Good game, good game, good game, good game. Hay quá, một trận đầu game rất là hay.